Những nguyên liệu tinh khiết đến từ đất mẹ. Những bàn tay lao động hăng say. Chúng tôi tự hào tạo ra những tinh hoa màu trắng. Mang sứ mệnh tạo lập những giá trị bền vững nhằm phục vụ lợi ích của con người và xã hội. Sau 5 năm hình thành và phát triển, với định hướng sáng suốt, nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà đang dần trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu miền Bắc trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tháng 6 năm 2016, SHC Group đã thành lập công ty khoáng sản Sơn Hà 18, đầu tư hàng chục tỷ đồng vào nhà máy sản xuất bột đá, đá hạt với tổng diện tích 12.800 m². Năm 2017, nhà máy đạt sản lượng 70.000 tấn và dự kiến năm 2018 đạt sản lượng khoảng 120.000 tấn. Thương hiệu Sơn Hà rất đa dạng như khoáng sản canxi hiệu Thần Đồng Canximax, khoáng sản Dolomite Thần Đồng, vôi cửu long, cửu long gold, Thần Đồng dùng cho thủy sản, bột đá, đá hạt canxi carbonat dùng cho thức ăn chăn nuôi, đá hạt trắng, đá đen sản xuất gạch terrazzo, mài granite và các loại đá quay vỏ tròn để trang trí xây dựng. Sử dụng đá vôi 100% từ các mỏ khai thác thiên nhiên bằng việc áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Tất cả sản phẩm của công ty đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà đều được khách hàng hài lòng và đặt trọn niềm tin, đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất, hỗ trợ khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp nhất. Từ một doanh nghiệp cung ứng bột đá cho thị trường Việt Nam, bằng uy tín và sự chuyên nghiệp của mình, Sơn Hà đã liên tục ký kết các đơn hàng bền vững với đối tác lớn trong và ngoài nước. Nhằm đảm bảo đơn hàng ổn định, chúng tôi liên tục đầu tư vào nhà máy sản xuất. Năm 2016, sau khi đầu tư xong nhà máy sản xuất số 3, chúng tôi đã cung ứng được lượng hàng lớn bột đá, đá hạt, vôi nung, khoáng dolomite, khoáng bentonite cho các ngành sản xuất phân bón, nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn chăn nuôi và xây dựng trong nước cũng như quốc tế. Trong những năm tới, Sơn Hà tiếp tục hoàn thiện bộ máy của mình nhằm mục tiêu đưa sản phẩm từ kho của mình tới kho của khách hàng được nhanh nhất, đảm bảo chất lượng. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao vị thế của mình trong thị trường Việt Nam cũng như thị trường xuất khẩu. Từng đoàn xe nối đuôi nhau chứa đựng biết bao tâm huyết, bao khát vọng và cả sự đam mê nhiệt thành của ban lãnh đạo cũng như toàn thể công nhân viên. The Sơn Hà can maintain the quality and time of shipment, and they can ensure the quality, the product, and of course the price is good. That is why I chose the Sơn Hà product. The developing your business, you need to make sure three things. One is the quality, second is the time of shipment, and third is the price of your product. If you maintain these three things, you can develop your product in Bangladesh market.
nhận những cố gắng không ngừng nghỉ ấy, tháng 6 năm 2016, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cấp phép đầu tư nhà máy chế biến bột đá, đá hạt, vôi nung, khoáng sét bentonite, khoáng dolomite và sỏi quặng chất lượng cao, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép lưu hành bột đá, đá hạt cho ngành thức ăn chăn nuôi thông qua Cục Chăn nuôi vào ngày 7 tháng 8 năm 2017. Cấp phép lưu hành khoáng canxi, khoáng dolomite và vôi nung cho ngành nuôi trồng thủy sản thông qua Tổng cục Thủy sản vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Được tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế SGS cấp chứng nhận ISO 22000-2005 vào ngày 21 tháng 10 năm 2017 và chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP vào ngày 2 tháng 11 năm 2017. Những chặng đường đã qua, từng bước đi vững chắc, những tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo đã đem đến sự lớn mạnh từng ngày của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển quốc tế Sơn Hà. Với phương châm chung tay xây dựng Việt Nam giàu đẹp, chúng tôi sẽ luôn là nơi khách hàng yên tâm khi chọn niềm tin của mình. SHC Group mang niềm tin đến với khách hàng.